Dạ, xin chào nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2023, miễn YouTube hôm nay xin gửi lời chào hết tất cả. Chương trình hôm nay nó khác hơn một tí xíu, đó là chúng ta nghe tin tức thời sự. Chiến tranh Ukraine và Israel, xem những tình hình mới hôm nay nó có những cái gì đặc biệt. Mời quý vị lắng nghe. 18 tháng 11 năm 2023, 9 giờ 14 tối, Zelensky cảm ơn Đức, Phần Lan và Litva về các gói vũ khí. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tăng cường lực lượng phòng không của riêng mình nói riêng. Các bước để bảo đảm an ninh cho đất nước sẽ diễn ra trong vài tuần tới, Zelensky nói trong thông điệp video hàng ngày của mình. Ông cũng cảm ơn Đức vì đã hứa viện trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine. Vào đầu tuần, chính phủ liên bang tuyên bố sẽ cung cấp viện trợ quân sự cho người dân. Ukraine muốn tăng ngân sách từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới. Ngoài Đức, Zelensky cũng cảm ơn Phần Lan và Lithuania vì những điều mới gói áo giáp. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, 10 giờ 38 sáng Anh, người Nga có thể sử dụng máy bay trinh sát cũ. Bộ Quốc phòng Anh tin có thể Nga đang bị tấn công. Chiến tranh chống Ukraine có thể mang về một máy bay trinh sát cũ. Nga có thể đang xem xét sử dụng máy bay trinh sát tầm cao M-55 Mystic B từ thời Liên Xô, bộ này cho biết trong bản cập nhật hàng ngày. Máy bay gần đây nhất được sử dụng cho nghiên cứu địa chất. Tuy nhiên, người ta quan sát thấy nó mang theo một thiết bị trinh sát quân sự được phát triển để sử dụng trên máy bay chiến đấu của Nga. Đến bài đăng ngày 19 tháng 11 năm 2023, 10 giờ 47 sáng, Ukraine báo cáo tiến quân vào ngân hàng Dnipro do Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine cho biết họ đã thành công trong việc đẩy lùi lực lượng Nga vài cây em trên bờ phía đông sông Dnipro do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Người phát ngôn quân đội Natalia Gumeniuk giải thích trên truyền hình Ukraine rằng các ước tính sơ bộ dao động từ 3 đến 8 km tùy thuộc vào tính chất và địa lý của ngân hàng. Nó không cho biết liệu Ukraine có giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát lãnh thổ ở khu vực Kherson hay không và liệu người Nga có rút lui hay không. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine thông báo đã xảy ra giao tranh ác liệt và đột phá thành công tại Dnipro. Về phần mình, Nga cho biết sẽ gây tổn thất nặng nề cho Ukraine trong cuộc giao tranh. Thông tin do các bên tham chiến cung cấp ban đầu không thể được xác minh độc lập. 9 tháng 11 năm 2023, 22 giờ 18 Ukraine tiếp tục giữ vị trí ở bờ trái sông Dnipro theo tuyên bố của chính mình. Quân đội Ukraine đang thành lập lực lượng tại khu vực Kherson đang tranh chấp phía đông nam sông Dnipro. Lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro ở vùng Kherson, Bộ Tổng Tham mưu cho biết trên Facebook. Người phát ngôn của Sở Chỉ huy phía Nam Natalia Humaniuk trước đó nói rằng quân đội Ukraine hiện đã đẩy quân Nga ra xa con sông ở tả ngạn từ 3 đến 8 km, nơi mà cho đến gần đây vẫn bị chiếm đóng hoàn toàn. Các nhà quan sát quốc tế gần đây cũng đã báo cáo những bước tiến của người Ukraine trong khu vực. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, 9 giờ 27 tối, Zelensky sa thải người đứng đầu quân y khoảng 21 tháng sau cuộc xâm lược của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải người đứng đầu bộ phận y tế trước đó trong quân đội của mình. Trong bài phát biểu video buổi tối, ông Zelensky cho biết vị trí của thiếu tướng Tetyana Ostashenko sẽ do Anatoly Kasmerchak đảm nhận trong tương lai. Kasmerchak trước đây đứng đầu Bệnh viện Quân sự Quốc gia ở Kiev. Người đứng đầu nhà nước nói thêm, về cơ bản, quân đội của chúng ta cần có một mức hỗ trợ y tế mới về cơ bản. Ban đầu ông không giải thích chi tiết hơn về quyết định này. 8 giờ 56 sáng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin thăm Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến thăm Kiev. Tôi ở đây để đưa ra một thông điệp quan trọng, ông viết trên X. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do chống lại những kẻ xâm lược Nga, hôm nay và trong tương lai. Nga báo cáo nhiều trận chiến trên mặt trận. Quân đội Ukraine cho biết họ đã một lần nữa đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga dọc theo mặt trận dài gần 100 km ở phía đông và phía nam. Báo cáo tình hình của Bộ Tổng Tham mưu ở Kiev từ sáng thứ Hai ghi nhận 46 cuộc tấn công của Nga vào Chủ nhật. Người ta nói rằng tất cả họ đều bị đẩy lui.
Trọng tâm chính là các thành phố Mariinka, 16 cuộc tấn công của Nga, và Avdiivka, 12 cuộc tấn công gần thủ đô Donetsk của Donbass do Nga kiểm soát. Thông tin quân sự này không thể được xác minh độc lập ngay lập tức. Yếm 12 giờ 5 trưa London, Nga chỉ trích sứ mệnh kéo dài ở Ukraine. Theo các chuyên gia Anh, những lời chỉ trích về việc triển khai lâu dài ở Ukraine đang ngày càng gia tăng trong các binh sĩ Nga và gia đình họ. Điều này xuất hiện từ báo cáo tình báo hàng ngày của Bộ Quốc phòng ở London về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine. Theo đó, ngày 7 tháng 11, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022, các nữ quân nhân Nga đã xuống đường biểu tình ở Moscow và yêu cầu luân chuyển binh lính của họ khỏi nơi triển khai. Ở tiền tuyến, 11 giờ 9 sáng Ukraine, 3 chiều Nga đang tìm kiếm người chiến thắng Eurovision Jamala. Nga đã đưa ra thông báo truy nã Jamala, người Ukraine chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest ESC 2016. Các cơ quan thông tấn nhà nước Nga đã đưa tin này vào thứ Hai. Bộ Nội vụ Nga tại Moscow không đề cập đến cáo buộc hình sự đối với ca sĩ gốc Crimean Tatar. Jamala, 40 tuổi, tên thật là Susana Jamaladinova, đã nhiều lần công khai tố cáo cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. 1 giờ 7 chiều Nga, Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh gồm 20 nước công nghiệp hóa và mới nổi hàng đầu G20 lần đầu tiên vào thứ tư tuần này sau một thời gian dài vắng bóng. Chính phủ Moscow hôm thứ Hai cho biết tại cuộc họp trực tuyến, ông Putin sẽ trình bày quan điểm của Nga về điều mà ông tin là tình hình thế giới vô cùng bất ổn. Truyền hình Nga đưa tin đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cả ông Putin và các nhà lãnh đạo phương Tây cùng tham dự một sự kiện. Chương trình 2 giờ 5 chiều ngày 20 tháng 11 năm 2023, một chia sẻ bài đăng này hồi đáp 5K đọc 377 chiều Ukraine và Nga trao đổi thi thể binh sĩ Ukraine và Nga một lần nữa trao đổi hài cốt binh sĩ. Thi thể của 94 binh sĩ Ukraine đã được bàn giao cho phía Ukraine, ban điều phối Kiev về các vấn đề tù nhân chiến tranh thông báo trên Telegram hôm thứ Hai. Việc trao đổi diễn ra thông qua sự hòa giải của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Phía Nga đã nhận được bao nhiêu thi thể và cuộc trao đổi diễn ra ở đâu không được báo cáo. Chúng ta là vừa mới nghe chương trình của Ukraine. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe chương trình của Israel, nó như thế nào, chiến sự nó ra sao, rất cần các bạn theo dõi tiếp nha. Gaza ngày 20 tháng 11 năm 2023, 3 giờ 44 chiều, xung đột ở Trung Đông đã leo thang với cuộc tấn công vào Israel của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas. Israel tấn công các mục tiêu ở dải Gaza sau vụ tấn công khủng bố. Tin tức hiện tại trong blog. Đây là những gì đã xảy ra cho đến nay. Tổ chức khủng bố Hamas phát động cuộc tấn công lớn vào Israel từ dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Theo thông tin chính thức cập nhật cho đến nay, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng ở Israel. Ngoài ra, Hamas còn bắt cóc hơn 240 mọi người làm con tin. Israel đang đáp trả bằng các cuộc không kích và lực lượng mặt đất hiện cũng đã tiến tới thành phố Gaza. Chính quyền Hamas cho biết hơn 13.000 người Palestine đã thiệt mạng. Thông tin không thể được xác minh độc lập. 123 9 giờ 5 sáng, đài truyền hình Israel cũng đưa tin chi tiết về thương vụ con tin. Truyền hình Israel cũng đăng tải chi tiết về một thỏa thuận có thể thả con tin ở dải Gaza vào đêm hôm đó. Đài truyền hình N12 đưa tin tổ chức khủng bố Hamas được cho là đã ra tín hiệu sẵn sàng thả 87 con tin. Trong số này có 53 phụ nữ, trẻ em, thanh niên và 34 người nước ngoài. Đổi lại, Israel phải cam kết tạm dừng giao tranh trong 5 ngày ở dải Gaza và trả tự do cho các nữ tù nhân Palestine, trẻ vị thành niên trong các nhà tù của Israel và những người được gọi là tù nhân an ninh. Hamas cũng đang yêu cầu nhập khẩu nhiều nhiên liệu hơn vào dải ven biển. Đồng thời, đài truyền hình này đưa tin vẫn chưa rõ liệu thương vụ này có tiến triển hay không. Một vấn đề là gần đây hầu như không có bất kỳ liên hệ nào với ông chủ Hamas ở dải Gaza, Yahya Al-Sinwar. Họ cho biết ông vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng rõ ràng thông qua các nhà hòa giải ở Qatar. Israel tin rằng Al-Sinwar đã ẩn náu dưới lòng đất kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Gần đây nhất người ta cho rằng anh ta đang ở nơi sinh ra Chan Yunis ở phía nam dải ven biển.
Theo đài truyền hình, việc liên lạc diễn ra thông qua một số trung gian. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, 11 giờ 38 sáng, Erdogan lại gọi Israel là quốc gia khủng bố. Sau chuyến thăm Berlin, sau chuyến thăm Đức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa công kích Israel bằng lời nói và mô tả nước này là nhà nước khủng bố. Đề cập đến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Erdogan nói theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu rằng người phụ trách nhà nước khủng bố này đã khiến người dân Israel la hét và nổi dậy chống lại chính họ. Sự kết thúc đang đến gần. Năm 2023, 4 giờ 42 chiều, Pháp cử tàu chiến tới hỗ trợ y tế. Pháp đang chuẩn bị điều một tàu chiến tới phía đông Địa Trung Hải để cung cấp viện trợ y tế cho dải Gaza. Tàu sân bay trực thăng Dismut dự kiến khởi hành vào đầu tuần và theo văn phòng Tổng thống sẽ đến Ai Cập trong những ngày tới. Những trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ được điều trị tại đó với 40 giường. Ngoài ra, một chuyến bay thuê bao với hơn 10 tấn vật tư y tế trên máy bay đã được lên kế hoạch vào đầu tuần. Ngày 19 tháng 11 năm 2023, 3 giờ 40 chiều thả con tin, đại sứ Israel tại Mỹ tự tin con tin từ Hamas sẽ sớm được thả trở lại. Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Michael Hedgehog tỏ ra tự tin. Ông hy vọng rằng sẽ có một thỏa thuận trong những ngày tới và một số lượng đáng kể con tin có thể được thả, Hedgehog nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ ABC. 6 giờ 31 chiều Israel báo cáo đường hầm dài 55 mét dưới bệnh viện Al-Shifa. Quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện một đường hầm dài 55 mét sâu 10 mét bên dưới khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết có một cầu thang sâu dẫn đến lối vào trục đường hầm, nơi có nhiều biện pháp phòng thủ khác nhau, bao gồm cửa chống cháy nổ và trục bắn. Loại cửa này được tổ chức khủng bố Hamas sử dụng để ngăn cản lực lượng Israel tiếp cận các trung tâm chỉ huy và cơ sở ngầm của Hamas, thông báo cho biết. Hầm đường hầm được phát hiện trong khu vực bệnh viện dưới một nhà kho cạnh một chiếc xe, trong đó người ta tìm thấy nhiều vũ khí, bao gồm cả chất nổ và súng trường Kalashnikov. Quân Israel vẫn đang bận rộn khám phá đường hầm. Thông tin hiện không thể 45 Israel, Hamas giết lính nghĩa vụ bị bắt cóc. Israel cáo buộc Hamas giết một lính nghĩa vụ Israel bị bắt làm con tin. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết thanh niên 19 tuổi được các thành viên Hamas đưa đến bệnh viện Al-Shifa với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng và bị một thành viên Hamas giết chết tại đó. Ông trích dẫn một cuộc điều tra pháp y và thông tin tình báo. Sau khi thi thể được tìm thấy gần bệnh viện vào tuần trước, Hamas cho biết người phụ nữ này đã chết trong một cuộc không kích của Israel. Rồi, cuối chương trình hôm nay, mình cũng xin chúc tất cả những người đã lắng nghe, và nếu hay và bổ ích, xin cho mình một cái này để ngày mai mình sẽ tìm thêm những cái loại chiến sự nó gây cấn hơn để đưa đến những cái người nghe nó bốc lửa và luôn tiện xin chia sẻ với mọi người và đăng ký kênh ủng hộ mình để xem sự kiện Ukraine và Israel diễn biến vào ngày hôm sau nó như thế nào. Và giờ mình cũng kết thúc tại đây. Còn những cái tin khác nữa thì nó cũng hơi bèo tí xíu, cho nên mình cũng tạm dừng để xem ngày mai chiến sự nó ra sao. Mình sẽ cho các bạn nghe tiếp tục. Và cuối chương trình xin chúc mọi người ngủ ngon và chúc một người đẹp đẽ, tốt lành. Xin chào.